Kính thưa quý vị, cháy dữ dội một nửa trung tâm thương mại Hải Dương bị đổ sập. Sau hơn 10 giờ đồng hồ cháy dữ dội, đến 11 giờ trưa do không chịu nổi sức nóng, hơn phân nửa tòa nhà trung tâm thương mại đã đổ sập. Toàn bộ lực lượng cứu hỏa đã thoát ra kịp thời nên không có thương vong. Trước đó thì khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 15 tháng 9 theo giờ Việt Nam, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát dữ dội tại trung tâm thương mại Hải Dương. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khiến cho cả trung tâm thương mại chìm trong biển lửa. Hàng trăm kiosk và hàng hóa của bà con tiểu thương bị lửa thiêu rụi. Đến 11 giờ trưa do không chịu nổi sức nóng kinh hoàng, phân nửa phía sau của trung tâm thương mại ầm ầm đổ sập. May mắn không có thương vong về người, toàn bộ lính cứu hỏa tại hiện trường vẫn an toàn. Gần như toàn bộ các gian hàng tại 3 tầng của tòa nhà trung tâm thương mại bị thiêu rụi. Tại trung tâm này có khoảng 500 tiểu thương buôn bán, kinh doanh. Anh Phùng Văn Khương, một người dân chứng kiến trực tiếp tại hiện trường vụ cháy cho biết, vụ cháy được nhiều người dân phát hiện từ hơn 1 giờ sáng. Tính cho đến hơn 7 giờ sáng thì ngọn lửa vẫn đang cháy ngùn ngụt, thiêu rụi hàng trăm gian hàng của bà con tiểu thương. Ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Một lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương cho hay là vụ cháy xảy ra bất ngờ và rất nghiêm trọng. Nhiều đồ đạc hàng hóa bị lửa thiêu rụi, đặc biệt là một nửa nhà phía sau của trung tâm thương mại bị đổ sập do ngọn lửa quá hung. Theo vị lãnh đạo này thì cho đến thời điểm này chưa có ghi nhận nào thiệt hại về người, tuy nhiên về thiệt hại về tài sản thì lên đến trên chục tỷ đồng. Công an tỉnh huy động 6 xe chữa lửa để tới hiện trường. Theo một nhân viên bảo vệ tại trung tâm cho biết là sau một tiếng nổ phát ra tại một cửa hàng vải, lực lượng bảo vệ đã tổ chức dập lửa đồng thời gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa. Nhưng các gian hàng đều khóa cửa nên công tác cứu hỏa không thể triển khai như mong muốn. Đến 8 giờ sáng, hàng trăm tiểu thương và người dân hiếu kỳ đang tập trung bên ngoài chờ đợi trong sự bất lực. Trong đó thì có khá nhiều hộ kinh doanh vẫn để tài sản tiền ở trong két sắt tại trung tâm trước khi về nhà. Ngọn lửa vẫn còn bùng cháy rất dữ dội.